Cảm ơn quý vị đã trở lại với bản tin 14.5 của đài CBN. Và bây giờ xin mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin Hoa Kỳ và đời sống sau đây. Bản tin đầu tiên trong phần tin Hoa Kỳ cho biết hai thị trấn mở cửa phòng phiếu sớm nhất. Cử tri tại hai thị trấn Deerfield Knox và Millfields của tiểu bang New Hampshire là những người bỏ phiếu sớm nhất trong ngày bầu cử. Sau đó vào khoảng 6 hoặc 7 giờ sáng ngày 3 tháng 11 theo giờ địa phương, các điểm bỏ phiếu tại các bang New York, New Jersey, Virginia mở cửa đón cử tri để bỏ phiếu. Trong ngày bầu cử, thời gian mở cửa và đóng cửa của các địa điểm bỏ phiếu phụ thuộc vào quy định của từng tiểu bang, thậm chí là từng thành phố và quận hạt. Tuy nhiên thì các điểm bỏ phiếu sẽ mở cửa ít nhất 12 tiếng. Ở những tiểu bang có 2 múi giờ khác nhau, thì việc kiểm phiếu chỉ được thực hiện khi điểm bỏ phiếu cuối cùng đóng cửa. Hầu hết các tiểu bang cho phép cử tri bắt đầu bỏ phiếu vào từ lúc 6 giờ sáng. Ở tiểu bang Vermont, người dân có thể bỏ phiếu lúc 5 giờ sáng. Thời gian kết thúc bỏ phiếu từ 50 tiểu bang và thủ đô Washington DC cũng rất khác nhau, lấy tiêu chuẩn theo giờ miền đông của Hoa Kỳ, giúp người theo dõi cuộc bầu cử có thể thường xuyên cập nhật diễn biến trên toàn nước Hoa Kỳ trong ngày bầu cử. Vẫn là tin liên quan, ông Trump và Biden chia nhau chiến thắng ở hai điểm bỏ phiếu đầu tiên. Kính thưa quý vị, thị trấn Deerfield Knox là nơi đầu tiên của Hoa Kỳ mở cửa điểm bỏ phiếu từ nửa đêm, trong khi các điểm bỏ phiếu khác trên toàn quốc thường bắt đầu mở cửa cho cử tri đi bầu vào lúc 6 giờ sáng giờ miền đông Hoa Kỳ. Như thường lệ, điểm bỏ phiếu ở Deerfield bắt đầu mở từ 0 giờ ngày 3 tháng 11 theo giờ địa phương. Kết quả kiểm phiếu nhanh cho thấy, ứng cử viên Biden giành được 5 phiếu ở thị trấn Deerfield Knox, trong khi đương kim Tổng thống Trump không có phiếu bầu nào. Còn tại thị trấn Millfield, bang New Hampshire, Tổng thống Trump giành chiến thắng với 16 phiếu bầu, trong khi đối thủ là Joe Biden chỉ nhận được 5 phiếu. Millfield và Deerfield nói là hai trong số 3 địa phương của New Hampshire có truyền thống bỏ phiếu lúc nửa đêm và công bố kết quả đầu tiên. Tuy nhiên năm nay, do những ảnh hưởng nhất định của đại dịch COVID-19, thị trấn họ quyết định bỏ phiếu vào ban ngày. Tiếp theo tin Ủy ban tranh cử Joe Biden chuẩn bị tài chính đối phó với kiện tụng sau bầu cử. Kính thưa quý vị, Ủy ban tranh cử của ứng cử viên Tổng thống đại diện Đảng Dân Chủ là ông Joe Biden hiện đang có các nỗ lực nhằm huy động thêm tài chính để chuẩn bị đối phó với các vụ kiện tụng với phía Đảng Cộng Hòa, có thể kéo dài trong cả tháng 11. Chính cá nhân Tổng thống Trump cũng cho biết là sau ngày bầu cử, phía ông sẽ ngay lập tức gửi ra các luật sư. Bản tin của Politico hôm thứ Hai nói rằng trong các cuộc điện đàm mới đây, các đồng minh của ông Biden và các nhà hỗ trợ tài chính đã thảo luận về việc phải chuẩn bị để đối phó với các đơn kiện mà phía ông Trump có thể đưa ra. Họ cũng bàn chi tiết về việc các kết quả sát nút ở một số tiểu bang chính yếu có thể gây ra các cuộc tranh tụng kéo dài, tốn kém tiền bạc. Nếu như kết quả phiếu bầu quá sát hoặc có sự tranh chấp thì quỹ dự phòng này sẽ dùng hỗ trợ cho các luật sư đang làm việc trong ủy ban tranh cử của ông Biden, gồm cả những người được đưa đến các tiểu bang đang có giằng co quyết liệt nhằm bảo vệ quyền lợi cử tri. Tiếp theo là tin ủy ban tranh cử của Tổng thống Trump có thể đòi không tính hết số phiếu gửi qua đường bưu điện. Trong hé lộ cho thấy Tổng thống Donald Trump và các đồng minh chính trị sẽ có thể phản ứng như thế nào nhằm không chấp nhận kết quả bầu cử. Cố vấn cao cấp cho ủy ban tranh cử của ông Trump là ông Jason Mueller tuyên đoán rằng vào tối kiểm phiếu tổng thống sẽ dẫn trước, nhưng sau đó thì ông Joe Biden và ủy ban tranh cử của ông sẽ tìm cách cướp bầu cử bằng các lá phiếu gửi qua đường bưu điện không đếm kịp vào đêm bầu cử. Theo bản tin của Bloomberg thì ông Mueller khi trả lời cuộc phỏng vấn trong chương trình This Week của hệ thống truyền hình ABC nói rằng tổng thống Trump sẽ dẫn trước trong đêm bầu cử, nhưng rồi sau đó họ sẽ tìm cách cướp lại. Lời nói này cho thấy ủy ban tranh cử của ông Trump có thể tìm cách kiềm tụng để ngăn không cho chấp nhận các lá phiếu gửi qua đường bưu điện và không đếm kịp trong đêm bầu cử, với phần nhiều là cho phía Dân Chủ. Một cố vấn cao cấp khác của ủy ban tranh cử Tổng thống Trump là Corey Lewandowski cũng nói với Fox News Sunday rằng ông nghĩ Trump sẽ chiến thắng trong tối bầu cử, giành được Florida, North Carolina, Ohio, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin. Dù là vào lúc này các chuyên gia bầu cử tin rằng sẽ không có được kết quả tại một số tiểu bang này trong ngày thứ ba hôm nay. Kính thưa quý vị, tin từ tiểu bang Texas. Tiểu bang Texas vượt qua California đứng đầu con số ca nhiễm COVID-19 trên toàn quốc.
Các thống kê ghi nhận Texas có tổng cộng 936.816 người nhiễm COVID-19 và California là 935.534 người. Vào thời điểm này, khoảng cách hai con số trên có vẻ không đáng kể. Tuy nhiên thì nếu tính theo tỷ lệ dân số giữa hai tiểu bang, sự cách biệt lại quá xa. Dân số Texas là khoảng 29 triệu người và California là 39.5 triệu người. Như vậy, tính tỷ lệ cứ trong 100.000 người, Texas có 3.359 người bị nhiễm, còn California chỉ là 2.389. Thống kê 7 ngày vừa qua, Texas ghi nhận tổng cộng 42.425 ca nhiễm mới, hơn hẳn con số 29.195 của California. Bác sĩ John Hollister, Bộ trưởng Y tế tiểu bang Texas kêu gọi chúng ta phải vượt qua tâm lý chán nản khi phải tuân thủ những nguyên tắc phòng dịch. Mọi người nên hiểu tầm vóc quan trọng về việc ngừa dịch. Tôi kêu gọi tất cả cư dân Texas xin làm ơn thực hiện gấp đôi những nguyên tắc phòng dịch. Tháng 10 vừa qua, Hoa Kỳ ghi nhận sự bùng phát mới các ca nhiễm COVID-19. Quay sang một bản tin khác là tin 25 hành khách trên chuyến bay tới Vũ Hán xét nghiệm dương tính với coronavirus. Kính thưa quý vị, có đến 23 hành khách có mặt trên chiếc phi cơ của hãng hàng không Air India của Ấn Độ vừa mới xét nghiệm dương tính với coronavirus, tức nguyên nhân gây ra đại dịch COVID-19. Vụ việc xảy ra khi máy bay đang trên không trình từ thủ đô New Delhi tới thành phố Vũ Hán vào ngày 30 tháng 10, cũng là nơi ghi nhận trường hợp lây nhiễm coronavirus đầu tiên trên toàn thế giới hồi tháng 12 năm 2019. Và 19 người trong số này được cho là không có triệu chứng, tất cả đều đang bị cách ly, 4 người khác thì đã cho nhập viện điều trị. Kính thưa quý vị, một lần nữa, Quang Nhân xin quý vị tiếp tục giữ băng tần 14.5 của đài CBN. Chúng tôi sẽ trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.